Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 151 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Thiên, Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc của Lách Radio. Mọi người xem mà thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lát mới mua nón nè nón đổ đống 50.000 Đẹp trai ra phết Tuy hằng Lập nhận ra hai người xuất hiện trước mắt là Thạch Xuyên Không cùng siêu trộm Hồ Tam của Luân Hồi Điện Nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác chút nào Bất quá hắn cũng không nói gì thêm Mà dời ánh mắt về phía nhị khỏa tiên tôn Bởi vì lúc này ánh mắt của Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam đều tập trung trên thân của nhị khỏa tiên tôn Các ngươi là người phương nào? Trên thân nhị khỏa tiên tôn chấp động hào quang, ánh mắt khẽ quét qua ngân hồ, sau đó dời qua Thạch Xuyên Không rồi hỏi. Tại hạ Thạch Xuyên Không, ta nghĩ đạo hữu cũng chưa nghe qua cái tên này, bất quá không quan hệ gì đâu. Nhiều khỏi đạo hữu chỉ cần biết mục đích của chúng ta tới đây là để tìm ngươi là được rồi. Thạch Xuyên Không thoáng thi lễ, mỉm cười nói. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của gã quét qua thân hàng lập, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là ngươi hả? Ngày ấy tại đấu giá hội Ngọc Cung Lâu, các hạ tranh bảo cùng ta không ít nha, của cải cũng rất phong phú đó thanh niên áo đen bên cạnh nhíu mày một cái cười hăng hắc rồi nói ra siêu trộm ngân hồ tiếng tâm lượng lẫy như vậy chắc không đến mức so đo chuyện này chứ hằng lập nở nụ cười một cái thân tình tự nhiên nói <laughs> đậu hữu quá lo lắng rồi hôm nay chúng ta tới là tìm gì khóa đậu hữu thôi hồ tam cười hằng hạt rồi nói ra các cô tìm ta có chuyện gì ánh mắt cảnh giác của nhiều khóa tiên tôn càng thêm ngưng trọng thân hình cũng không tự chủ được nhích về hướng của hằng lập một chút người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta tìm nhiệt khỏa đạo hữu là có mục đích có lẽ trong lòng đạo hữu biết rõ hơn ta mới phải đó ánh mắt của thạch xuyên không lại rơi vào thân thân của nhiệt khỏa tiên tôn rồi nói ra hàng lập nghe lời ấy ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía nhiệt khỏa tiên tôn trong mắt không khỏi sinh ra một tiên nghi hoặc ta không biết người đang nói cái gì cả nếu trước giờ chúng ta không có thù oán vậy thì đồ ai nói đi đi lại đạo hữu chúng ta đi thôi thần sắc của nhiệt khỏa tiên tôn không thay đổi rồi nói Hỏa đào hữu nè, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy ngươi lại không muốn quay về nhìn tông môn một chút sao? Hồ Tam bỗng nhiên cao giọng nói. Ngươi trở về thì thế nào? Bóng quá đều là cảnh thê lương đổ nát mà thôi. Ta thật không rõ nha. Chuyện cũ như khối mây, vì sao các ngươi lại không chịu buông bỏ vậy? Nhìn hỏa tiên tôn nghe như vậy thì ngừng lại, trầm mặt một hồi lâu, sau đó khôi phục lại rồi nói. Tuy hàng lập nghe qua giống như rơi vào một mảnh sương mù, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người trước mắt này không có ác ý gì cả, lập tức thu trường kiếm trong tay vào. Hỏa đạo hữu nè, không phải chúng ta không chịu buông, mà là thiên định vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Vì sao hỏa diệp tông bị tiên cung theo dõi chứ? Nhàn dân sơn vì cái gì lại trở thành một mảnh hỗn loạn vậy? Ta nghĩ người so với chúng ta càng rõ ràng hơn đó nha. Sau khi hồ tâm nghe xong, thở dài rồi nói ra. Hàng lập nghe như vậy trong lòng khẽ động. Trách không được mà lúc trước nhị khỏa tiên tôn nhắc nhở mấy lần, không cho hắn dùng thân phận trưởng lão của hỏa diệp tông xem ra không thiếu ẩn tình ở trong đó. Tuy rằng mình đã sớm suy đoán rồi, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể chứng minh dự đoán đó là đúng. Lúc trước Ngô Tử Kỵ bị tập kích có lẽ là do liên quan đến lão. Cuối cùng các ngươi là người nào? Hãy cho tao biết đi. Nhị khỏa tiên tôn trầm mặt nửa ngày rồi nói ra. Không dối gạt gì nhị quả đạo hữu nghe, ta chính là người luôn hồi điện. Mà cái vị thạch đạo hữu này á, đến từ ma vực. Hồ Tam mở lớn hai mắt ra, nói như thế, như thế nào mà ma tộc lại lựa chọn kết minh cùng với người lưng hồi điển các cười chứ Như khỏa tiên tôn kinh ngạc hỏi Như khỏa đậu hữu suy nghĩ nhiều rồi Thạch xuyên không ta bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt Làm sao lại có thể đại biểu cho toàn bộ ma tộc chứ Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây Thứ nhất là nhận lời mời của Hồ Tam Thứ hai là có chút tò mò với chuyện xảy ra năm đó Ở chân ngôn môn Không biết nhiều khỏa đậu hữu có thể giải thích nghi hoặc chút hay không vậy Thạch xuyên không cười cười rồi nói ra Thời điểm nghe được ba chữ chân ngôn môn Nét mặt của Hằng Lập không đổi Nhưng trong lòng chấn động không thôi Đối với tông môn này hắn cũng không xa lạ gì Không chỉ vì hắn tu luyện chân ngôn hóa Luân Kinh Có nguồn gốc từ tông môn này Mà vì lúc trước thần hồn của hắn xuyên không Chính là đã đến tông môn này Ngoài ra thạch xuyên không mở miệng nói Không khỏi quá mức nhẹ nhàng linh hoạt Một gia hỏa nắm giữ không gian pháp tắc Là một trong tam đại chí tôn pháp tắc Làm sao chỉ là một vô danh tiểu tốt ma tộc được chứ Nằm đó thời điểm chân ngôn môn bị diệt đúng ngày lúc ta phụng mệnh sư môn ra ngoài rèn luyện bị khốn ở một di tích tuyệt cảnh đến lúc giấc giả thoát thân cũng đã gần ngàn năm rồi không biết tại sao lúc ấy vài đệ tử của tông môn còn sót lại đã trở thành là trọng phạm truy nã của thiên đình ta đành phải gọt xương dịch dung tha hương cầu thực đâu với biến cố tông môn ta cũng rất muốn biết nguyên nhân nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới hắc sơn tiên vực sáng lập hỏa diệp tông để che giấu tay mắt người khác rồi vì khỏa tiên tôn thở dài một tiếng rồi nói ra nói như vậy nhị khỏa đạo hữu một mực ẩn cư nhàn dân sơn đồng dạng cũng là vì che giấu tung tích hả Hàng lập đột nhiên hỏi cũng không phải hoàn toàn là vậy sở dĩ hơn phần nửa thời gian đều lưu lại giả hà cốc là vì ta ở chung hòa hợp với tính cách của bọn đoàn đạo hữu lại không nghĩ tới cuối cùng nhàn dân sơn vì ta mà bị liên lụy đấy mắt của nhị khỏa tiên tôn lộ ra vẻ ấy nấy rồi nói ra Đạo hữu không nên tự trách mình vậy đâu, tiên cung đã muốn ra tay với nhạn dân sơn cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là vì muốn quét sạch thế lực luân hội điện chúng ta ẩn nắp ở trong đó đó. Hồ Tam cười cười sau đó nói như thế. Ta có một chuyện không rõ nè, lúc trước trong cốc chúng ta có một vị đạo hữu bị tập kích trọng thương, không biết là người của luân hội điện các ngươi hay là người của tiên cung gây ra vậy? Hằng Lập chuyển chủ đề hỏi. Ngươi nói là người trên thanh phong nhai kia hả? Tổng thương hắn là một gia hỏa cầm một cái ô màu đỏ trang điểm như đàn bà thoạt nhìn không giống như người của hắc sơn tiên cung lại giống như là thủ hạ giám sát tiên sứ hơn á nha hồ tâm nhìn về phía của hàng lập rồi nói ra Đối như vậy người ra tay cứu hắn chính là ngươi rồi hả hàng lập nhíu mày hỏi ta xem tiểu tử kia có mấy phần cốt khí thà tự bảo thức hải cũng không để bị siêu hồn liền tiện tay ra tay hắn giúp giúp hắn một chút thôi bất quá ta cũng không nghĩ tới nha các ngươi lại có thể cứu hắn sống lại đó bội phục bội phục nha Hồ Tam sờ lên cằm vừa khen vừa thở dài rồi nói. Hồ Tam nè, có lẽ hơi lạc chủ đề rồi đó, hay là trước nói chuyện chính sự cái đã. Lúc này Thạch Xuân Không bỗng nhiên dừng lại một chút mở miệng nhắc nhở. <laughs> bệnh cũ tái phát thôi mà sao vậy nhiều khỏi đầu hữu nè nếu như thiên định đã tìm được tung tích của ngươi rồi á ngày sau ngươi cũng không thể sống an nhàn qua ngày nổi rồi còn không bằng kết làm minh hữu với chúng ta đi cùng nhau trước đi tìm di tích cho ngôn ngôn về sau á ta có thể dẫn tiếng người gia nhập luân hồi điện chúng ta được luân hội điện che chở á ngươi xem sao hồ tam cười khang một tiếng lại hỏi nhiều khỏi tiên tôn nghe như vậy mặt lộ ra vẻ do dự không có nóng lòng đáp ứng tuy di tích của chân ngôn môn khó tìm nhưng cũng không phải là không có đạo hữu gia nhập liên minh nếu thực sự có chỗ khó chúng ta sẽ không cưỡng cầu đâu chỉ là người của thiên định nó chưa hẳn dễ nói chuyện như chúng ta vậy đâu mặt của thạch Xuân không lộ ra vẻ vui vẻ mở miệng nói ra thạch đạo hữu nói không sai nha người thiên định tất nhiên là sẽ theo ngươi không bỏ đâu lần sau ngươi chưa hẳn có thể trốn được đâu nha ngươi không phải cũng muốn giải khai bí ẩn chân ngôn môn bị giật năm đó hả chúng ta hợp tác tuyệt đối là hai bên được lợi thôi Hồ Tam tiếp tục khuyên bảo. Hàng Lập nhìn hai người giả trang, một người thì mặt đỏ, một người thì mặt đen thay nhau khuyên bảo, trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, dù sao việc này cũng không quan hệ với hắn. Lui một dạng bước mà nói, không phải người muốn gì là lão tổ lưu lại đại ngũ hành huyễn thế quyết bị người thiên định đoạt đi sao chứ? Hồ Tam nói một câu kia, như là một cái búa tạ đập vào người của nhiệt hỏa tiên tôn, làm cho đồng tử của lão không khỏi lớn lên một vòng to không cần kinh ngạc vậy đâu cái loại tin tức này á người luôn hội điện bọn hắn rất là linh thông thiên đình vẫn muốn tiến vào di tích chân ngôn môn một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là cái bộ đại ngũ hành huyễn thế quyết này mà thạch xuyên không vừa cười vừa nói còn các ngươi thì sao chứ chẳng phải mục đích của các ngươi cũng là những cái bộ công pháp này hay sao Như khóa tiên tôn cười lạnh rồi hỏi Thay vì nói mục đích của chúng ta là vì đạt được cái bộ công pháp kia, còn không bằng nói á, chúng ta vì không để cho cái bộ công pháp kia rơi vào tay của thiên định. Bất kể thế nào, về mặt lợi ích chúng ta đều có lợi mà. Hồ Tam cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói. Được, vậy ta đáp ứng kết mình với các ngươi. Nhi khóa tiên tôn nghe như vậy, trầm mặt một lúc lâu, gật đầu nói ra. <laughs> như khóa đầu hữu nè, đây mới là hành động sáng suốt đó nha. Ta cũng thích trao đổi với người thông minh vậy đó. Hồ Tam nghe như vậy phủi tay rồi nói. Chậm đó, muốn ta gia nhập còn cần đáp ứng một điều kiện nữa. Vì khóa tiên tôn bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu cứ nói đi. Lông mày của Hồ Tâm châu lên rồi hỏi. Lần này lỡ đạo hữu vì cứu ta, ra tay giết người tiên cung, đã bị ta kéo xuống nước rồi. Vì vậy lần này hành động phải mang theo hắn mới được. Vì khóa tiên tôn liếc nhìn hàng lập rồi nói ra. Là việc này hả? hồ tam nghe như vậy có chút chần chờ nói hồ tam nè ta cảm thấy không vấn đề gì đâu thông qua mấy ngày qua chúng ta quan sát có thể thấy cái vị lệ đậu hữu này á không phải là người thiên đình mời hắn gia nhập cũng không phải là không thể mà thạch xuyên không bỗng nhiên mở miệng nói ra nếu như thạch quên nó cũng đã nói vậy rồi á vậy thì mời lệ đậu hữu gia nhập cùng chúng ta luôn vậy hồ tam gật đầu nói đây là hảo ý của chư vị nha lúc trước lệ mẫu cứu nhiều khỏa đậu hữu á chỉ là do quen biết thôi cũng là vì báo ơn năm đó dẫn ta tiến vào làm trưởng lão tông môn còn về di tích chân ngôn môn theo lời các ngươi nói thì ta không có hứng thú đâu. Náo nhiệt này ta sẽ không tham gia đâu. Hàng Lập bỗng nhiên hơi ôm quyền, mở miệng nói ra. Cả ba người nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lại đầu ổn nè, à. có lẽ ngươi còn không biết thế lực của Luân Hồn Điện khổng lồ như thế nào, nào nha. Đoạn đường này nếu đồng hành cùng bọn họ, có thể mượn nhờ tại tài nguyên cùng lực lượng của bọn họ, có thể tránh được rất nhiều phiền toái đó. Thậm chí cũng có thể mình ăn liên khai hát sân tiên lực này, cho dù ngươi không, không muốn đi, đi à, đến di tích cân công môn Đi theo bọn hắn đến địa phương, để phương an toàn Rồi tách ra cũng không, không phải là không được mà, không được mà. Trên mặt của nhiệt hỏa tiên tôn Hơi lộ ra vẻ lo lắng Truyền âm cho hàng lập rồi nói Nhiệt hỏa đầu hữu nè Ngươi cũng biết đó Bây giờ ta đang bị sát suy chi kiếp quấn thân Ứng phó cái việc này thôi cũng đã lao tâm khổ trí quá độ rồi Thật sự là không còn dư thừa tinh lực Để ứng đối sự tình khác nữa Người của tiên cung lùng bắt chủ yếu vẫn là ngươi thôi Ta chỉ cẩn thận chút là sẽ không có đại phiền toái gì cả Nên ta sẽ không tham gia chuyện này đâu Hàng Lập cũng không có truyền âm mà trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với thế lực rất mạnh của Luân Hồi Điện, trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng có thể nghe được, nhiệt khóa tiên tôn hoàn toàn chính xác là vì tốt cho hắn. Bất quá trước mắt tâm tư của hắn đều tập trung vào việc làm cách nào loại trừ sát khí, đối với việc tìm kiếm di tích cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ vì di tích kia là của chân ngôn môn, hắn mới do dự như thế, bất quá xuất phát từ sự lo lắng quá nhiều, hắn vẫn quyết định không trôi vào cái vũng nước đục này. Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam nghe Hàng Lập nói như vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng không nói gì cả. Đã như vậy rồi, ta cũng không ép buộc nữa vậy. Núi cao sông dài sẽ có ngày gặp lại, lúc đó lại báo đáp ân tình đã cứu giúp của đạo hữu. Vì khỏa tiên tôn thấy thế, biết rõ tâm ý của Hàng Lập đã quyết rồi, lập tức mở miệng nói ra. Một hội duyên phận ở giả hạ cốc, không cần nói nhiều lời khách khí làm gì cả, sau này chúng ta còn gặp lại. Hàng Lập âm quyền nói ra. Sau này gặp lại, Nhị khỏa tiên tôn âm quyền đáp lễ nói. Sau đó hàng lập gật đầu chào hai người thạch xuyên không một cái, trên người lóe lên đụng quang, hóa thành một đạo màu xanh bay ra ngoài cửa sổ quán trà, lập tức viễn đụng biến mất. Vì tết tông môn ngay tại hắc thổ tiên vực có lẽ các người đã biết rồi, ở khi nào thì chúng ta lên được. Nhị khỏa tiên tôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lát, quay người lại hỏi. Không giỏi, còn chờ một người tới trải giúp nữa. Hồ Tâm nhất miệng lên vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi đây trước cái đã, trước đó chúng ta đã bày ra nghi trận chưa hẳn đã lừa được những giám sát sứ kia đâu nếu không chừng ở bọn hắn nghe mùi mà truy đuổi tới rồi đó thạch xuyên không mở miệng nói ra vừa nói xong hai tay của y bấm pháp quyết trước người sáng lên một mảnh ngân quang trong hư không lập tức truyền ra từng đợt ba động không gian dữ dội rất nhanh cuốn ba người vào trong biến mất tại lầu hai quán trà thời gian trôi qua từng chút một nhoáng cái đã qua hơn ba năm trong một dãy núi màu đen chập trùng không dứt tại hắc sơn tiên vực có một tòa sơn phong thấp bé kẹp giữa hai ngọn núi to lớn giống như trong một thung lũng trong rừng rậm trên ngọn núi này có một con đường đá xanh nhỏ uốn lượn thông về phía tòa đạo quán cũ nát trước cửa còn trồng hai cây cổ hòe. nhìn bên trong sơn môn đã triệt để sụp đổ có không ít gian phòng linh quan điện đã đổ nát không chịu nổi chỉ còn sót lại một tòa tam thanh điện phủ đầy rêu xanh cỏ dại còn ngoan cố đứng vững đêm khuya trong tam thanh điện hiện lên ánh sáng màu trắng mơ hồ phát ra từ góc của cửa sổ ở giữa đại điện đổ nát chiếu rọi bóng hình cột trụ trên cái thềm đá ngoài hành lang một nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi trên một cái bộ đoàn cũ nát trước người hắn có một cái bình nhỏ màu xanh sẫm đặt ở trên mặt đất xung quanh thân bình bao phủ vô số chùm sáng màu trắng nhìn có chút kỳ lạ nam tử không ai khác chính là hàng lập ngày đó sau khi tách ra với ba người nhiệt khỏa tiên tôn vừa rời khỏi thanh lâm trấn hắn liền trực tiếp dùng mấy cái lần truyền tống lôi trận kéo dài khoảng cách với bọn họ sau đó khống chế bích ngọc phi xa bay nhanh một đường về hướng nam ban ngày hắn không ngừng bay đi ban đêm thì lại tìm kiếm thành trấn bình thường cách hoang sơn giả lĩnh không xa để nghỉ ngơi như thế mới có thể tránh mặt đám tu sĩ cũng không bị yêu thú làm phiền vừa có thể dùng cái bình nhỏ ngưng tụ lục dịch vừa tu luyện mấy bộ công pháp thời gian kia sau khi hắn phục dụng qua túc sát đan loại bỏ không ít sát khí trên đường đi ngược lại bình an vô sự chỉ là những cao thành đại trấn có tu sĩ ẩn hiện kia tạm thời không thể đi vào đại khái là qua hơn nửa khắc đồng hồ điểm sáng bốn phía đều bị tiểu bình hấp thu ngưng tụ thành lục dịch hàng lập công ngón tay búng ra đốt cái đống củi cách đó không xa lên sau đó vương người cầm lấy cái bình nhỏ nâng lên trước mặt nhờ ánh lửa hắn nhìn xuyên thấu qua cái vách bình giống như ngọc phỉ thúy bên trong thấy có chứa một giọt chất lỏng đang nhấp nhô nhẹ nhàng ngay khi hắn do dự muốn vào động thiên hoa chi để thúc giục đạo binh một phen thì mặt nạ lông ngủ ở trên mặt đột nhiên tự động phát ra hào quang trong lòng của hàng lập hơi dị động đưa tay kết pháp quyết âm thầm thúc giục chỉ thấy mi tâm mặt nạ phóng ra một đạo ánh sáng màu hồng chiếu rọi vào trong hư không trước người hắn ngưng tụ ra một nhân ảnh nhân ảnh nọ cao chừng hai trượng cơ hồ cao bằng đại điện trên người mặc một kiện hát bào rộng lớn trên mặt mang cái tấm mặt nạ ác quỷ màu đỏ sậm hai mắt như linh mũi như mỏ ưng miệng lộ ra răng nanh hàng lập không khỏi nhướng mày mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện ra cái bộ dạng trang phục này chính là hình ảnh luân hồi sứ trong trí nhớ của lục nhân giáp Ngươi chỉ là lâu ngủ sao Từ khi trở thành luân hồi chi tử cho đến nay đã hơn nghìn năm rồi Thời hạn nhiệm vụ thứ nhất đã qua Nhiệm vụ nghìn năm mới ngươi vẫn chưa hoàn thành Cần ngươi đi thực hiện Ngữ khí luân hồi sứ hờ hững mở miệng nói Đã một nghìn năm rồi hả Thời gian trôi qua nhanh thật đó Hàng lập không khỏi cảm thán nói ra Nhiệm vụ lần này ngươi lựa chọn tiếp nhận Hay là dùng tiên nguyên thạch để đổi Luân hồi sứ hỏi Làm phiền tôn sứ trước nói rõ nội dung của nhiệm vụ lần này đi Hàng Lập suy nghĩ rồi nói ra. Nhiệm vụ lần này cần ngươi tới Di Thước Sơn gặp mặt Hồ Tâm, hiệp trợ hắn hoàn thành một lần thám hiểm di tích. Tình huống cụ thể sau khi các ngươi gặp mặt, hắn sẽ nói rõ cho ngươi. Ban thưởng nhiệm vụ ngoại trừ bảo vật tự mình đoạt được trong khi thăm dò di tích, Hồ Tâm sẽ thêm vào hai dạng tiên nguyên thạch hoặc là một kiện tiên khí bất nhập phẩm. Lương hồi sứ nói ra. Tùng sứ nè, mạo muội cho ta hỏi một chút nha. Cái vị Hồ Tâm đậu hữu này có phải là siêu trộm ngân hồ khá nổi danh ở trong bản điện hay không vậy? Hàng Lập nghe như vậy nội tâm cả kinh, nhịn không được mà hỏi. Việc này, chờ sau khi ngươi gặp hắn, có thể tự mình hỏi hắn. Luân hồi sứ hờ hững đáp, tuy đối phương không trả lời thẳng, nhưng Hàng Lập cũng đã biết đáp án rồi. Nếu như lựa chọn dùng tiên nguyên thạch đi đền thì cần trả bao nhiêu vậy? Hàng Lập do dự một chút rồi hỏi. Năm vạn. Luân hồi sứ lạnh lùng trả lời. Sau khi Hàng Lập nghe xong liền lâm vào trầm tư. Mặc dù số lượng năm vạn tiên nguyên thạch không nhỏ, nhưng hắn vẫn lấy ra được, tuy nhiên không ai lại nguyện ý đưa không cho người khác cả hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ về việc có nên đi di tích chân ngôn môn hay không bởi vì cái nguyên nhân chân ngôn hóa luân kinh cùng lục nhân giáp tự nhiên hàng lập cảm thấy hứng thú không nhỏ với chân ngôn môn sở dĩ lúc trước không muốn đi nguyên nhân phần lớn là do không tín nhiệm hồ tam và thạch xuyên không nhưng hiện tại trở thành nhiệm vụ ngàn năm của luân hồi điện thì có chút khác biệt rồi còn về chuyện đối phó với sát suy tạm thời nhiệm vụ ban bố trong luân hồi điện còn chưa có trả lời hắn vẫn có thể dùng biện pháp cũ cho nên bây giờ tiến vào chân ngôn môn hay là chạy trối chết dọc đường cũng không khác nhau quá lớn. Cuối cùng thì ngươi lựa chọn cái gì, quyết định nhanh lên. Lúc này tên lương hồi sứ kia chợt mở miệng thúc giục. Ta tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Hàng lập cao giọng trả lời. Tốt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, trong vòng nghìn năm ngươi lại được tự do. Chỉ cần tổn hao tiên nguyên thạch tương ứng, liệu có thể sử dụng tất cả tài nguyên ở trong luân hồi điện. Luân hồi sứ gật đầu nói, dứt lời gã phung tay lên, một mảnh ngân quang ngưng tụ trước hư không hội tụ thành một mảnh địa đồ có diện tích rộng lớn trong đó đánh dấu một điểm sáng màu đỏ trên đó viết ba chữ vì thước sơn nhớ kỹ điểm địa đồ này ngươi và hồ tam sẽ gặp mặt ngay chỗ này trong vòng nửa năm ngươi cần tới đó quá hạn coi như từ chối chấp hành nhiệm vụ bản điện sẽ truy cứu trách nhiệm sau khi luân Hội sứ nói xong thương ảnh liền từ từ tiêu tán mất ánh mắt của hàng lập nhìn cái địa đồ mấy lần kiểm tra địa thế địa hình một lát rất nhanh liền tìm thấy vị trí sơn mạch của mình đang đứng nhìn qua đánh dấu mới biết chỗ này tên là Lão Ao Sơn. Lại thận trọng so sánh khoảng cách nơi đây cùng Vi Thước Sơn, cảm thấy lộ trình không quá xa. Hắn dùng bích ngọc phi xa lên đường thì không sai biệt lắm trong vòng 3 tháng là đến nơi. Sau khi hàng lập ghi nhớ địa đồ, quang ảnh ở trong hư không trước người liền vặn vẹo, phai nhạt một hồi đến khi dần dần mất hẳn. Trong đầu của hắn nhớ lại cái địa đồ lần nữa, sau đó co ngón giữa và ngón trỏ lên, trên đó lóe lên ngân quang, liền mở ra đại môn động thiên hoa chi, bước vào trong đó hơn ba tháng sau trên ngọn núi thẳng đứng đơn độc cao mấy trăm trượng tựa như cái bánh mạng thù có ba đạo thương ảnh đang ngồi vây quanh cái bàn đá bạch ngọc chạm khắc tinh xảo trong tay từng người cầm một chén rượu màu bạc đang cụm chén đối ẩm rượu trong chén có màu đỏ sậm như rượu nho tản ra từng đợt mùi thơm hơi chát làm say lòng người trong ba người thanh niên áo đen là tùy tiện nhất một tay nâng lấy chén rượu một tay thì cầm lấy cái bầu rượu màu bạc cao hứng liền trực tiếp ngửa đầu nghiêng bầu rượu đổ tửu dịch vào trong cổ họng cũng không biết là cái bầu rượu của hắn là pháp khí gì, tựa như bên trong có chứa vô số rượu ngon, bất kể đổ ra như thế nào, đều chảy ra tửu dịch không ngừng. Nhìn hậu tam đậu hủ ta lại nhớ tới, thiệt ra lại đậu hũ cũng có sở thích uống rượu giống như người vậy đó, nếu hắn không rời đi, chỉ nói về việc uống rượu quyết đại thôi ha, các người cũng có thể trở thành tri kỷ với nhau thôi đó. Người đối diện thanh niên là một lão giả tóc bạc nói ra, ba người này không ai khác, đúng là cái bọn người nhị khỏa tiên tôn. Hả, nói vậy ngược lại quả có chút đáng tiếc nha chẳng qua người có chí riêng không thể cưỡng cầu được hồ tam nghe như vậy thì sững sờ tỏ vẻ không hề gì nói ra hồ tam nè người nói người nọ đến khi nào mới tới vậy ngồi kế bên cạnh của gã thạch xuyên không một mực nhìn về phong cảnh nơi xa có chút không để ý chuyện uống rượu lúc này mới quay đầu lại rồi hỏi hắn là sẽ nhanh thôi à chắc là trong một hai tháng nữa thôi nhiệm vụ lần này cao tầng ở trong điện có chút để ý người đến trợ giúp ta cũng phải chọn lựa kỹ càng kiên nhẫn đợi một chút đi Hồ Tam lại uống ngụm rượu rồi nói ra. Gã vừa dứt lời, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp tục nói ra. <laughs> Sao chứ ta nghĩ còn sớm hơn nữa nha. Chỉ thấy một đường độn quang xanh biết nơi phía xa bay tới, ở giữa không trung bất ngờ thu lại, chỉ còn lại một đạo hư ảnh thanh sắc hạ từ trên cao xuống, trực tiếp rơi trước mặt ba người. Ba người vừa nhìn thấy thân ảnh từ trên trời rơi xuống này, thân sắc trên mặt lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Lại đạo nè, ngươi đây là... Nhiều khóa tiên tôn vốn giật mình Sau đó vui vẻ nói Nhiều khóa đậu hữu, còn có hai vị nữa Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Hàng lập cười cười, chắp tay với ba người Rồi nói ra Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không liếc mắt nhìn nhau Lông mày hai người không khỏi nhíu lại Ngươi, ngươi chính là thành viên trong điện Tới trợ giúp ta đó hả Ánh mắt của Hồ Tam nhíu lại Nhìn về phía của hàng lập hey, Ta cũng thật không ngờ Nhiệm vụ lần này lại là trợ giúp ngươi thăm dò di tích Chân ngôn mông Hàng lập thở dài mở miệng nói ra dứt lời hắn giơ tay quét qua cái khuôn mặt của mình một cái trên mặt tỏa ra hào quang lập tức mặt nạ lông ngủ hiện lên hồ tâm quan sát mặt nạ của hắn kỹ càng một lúc lông mày nhíu chặt lại bỗng nói ra <laughs> ta không nghĩ tới nha ngươi chính là lông ngủ hả như thế nào vậy ngươi nhận ra ta hả bàn tay của hàng lập phun một cái một lần nữa khôi phục lại dung mạo lúc trước nghi ngờ hỏi nghe giao tam nói long ngủ của thiên tư trác tuyệt trong việc luyện đang lẫn tu hành cho nên có chút ấn tượng với ngươi vẫn muốn được gặp mặt ngươi một lần không ngờ nhanh vậy đã gặp được rồi Thật sự là đáng vui mừng á hồ tam nhếch miệng cười cười nói ra lần này đến lượt nhị khỏa tiên tôn có chút khó tin lão nhìn về phía của hàng lập từ từ nói ra lợi đạo hữu ngươi cũng là thành viên luân hồi điện hả thật có lỗi nha bởi vì thân phận này lúc trước không thể không giấu giếm được hàng lập hơi âm quyền với nhị khỏa thiên tôn rồi nói ra Trước khi tới đây hắn định thay đổi dung mạo nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn. Hắn và nhiệt khóa tiên tôn ở chung tại giả hạt cốc một thời gian không ngắn. Nếu cố ý đổi một thân phận khác khó tránh khỏi bị lão nhìn ra sơ hở. Nếu bị phát hiện ngược lại dễ sinh ra dài chừng lẫn nhau, lại thêm hai người hồ tam ở bên cạnh tất nhiên sẽ sinh ra thêm phiền toái. Thế còn không bằng ngay từ đầu thẳng thắn thừa nhận thân phận lệ hàng này, ngược lại có thể tránh đi rất nhiều tai họa ngầm. Lời đậu hũ không cần vậy đâu, không phải ta cũng mang tức giống người sao chứ? Cả ngày lo lắng chừng, như quả tiên tôn khoát tay áo cười khổ nói <laughs> đều là người quen Lần này thám hiểm chân ngôn môn thì càng dễ xử lý rồi Thạch Xuân không vừa cười vừa nói <cười> Không tệ không tệ nha Vừa trọn nhị khỏa đạo hữu Còn nói người có thể làm tri kỷ rượu cùng ta đó Đến 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 nè Chúng ta trước không quản những thứ khác nha Uống trước cho đỡ ghiền cái đã Hồ Tam vừa cười vừa nói Hàng Lập thấy như vậy thì mỉm cười Cũng không có từ chối Lúc này ngồi đối diện với Thạch Xuyên Không Đối ẩm với Y Lại nói tiếp ban đầu ở trong nhạn vân cốc, ngoài trừ cảnh Dương thượng nhân còn có nhiệt hỏa tiên tôn Mây rượu, chưa từng nghĩ tới bây giờ kết bạn cùng Hồ Tam này cũng là tử quỷ. Bởi qua tính cách của người này hào phóng không bó buộc, ngược lại làm cho hắn không có phản cảm, làm khơi gợi lên một ít chuyện cũ ở Thất huyện Môn trước kia. Hắc Sơn Tiên vực, Nguyên Quy Đại Lục, Lưu Vân Thành. Nguyên Quy Đại Lục ở biên giới Đông Nam Hắc Sơn Tiên vực, mà Lưu Vân Thành thì lại ở vị trí phía nam cuối cùng của Nguyên Quy Đại Lục tuy nhìn có vẻ vắng vẻ nhưng cũng xem như là đại thành phùng vinh số 1 số 2 ở hắc sơn tiên vực này tường thành cao ngất nguy nga hầu như đâm thẳng vào tận mây nội thành với các con đường rộng rãi kéo dài giao thoa nhau vô số kiến trúc cao lớn hoa mỹ như rừng một mực kéo dài đến cuối tầm mắt xa xa nhìn lại khắp nơi trong thành đều là dòng người rậm rạp chằng chịt trên trời cũng có từng đạo đụng quang bay qua phùng vinh hưng thịnh khó có thể tưởng tượng phía bên ngoài thành là một mảnh hải vực vô biên nước biển màu đen mặt biển cuồn cuộn kịch liệt nhấc lên từng cơn sóng lớn tựa hồ cả phiến hải vực đang phát cuồng hải vực này có tên là bạo loạn chi hải quanh năm sóng biển ngập trời khí hậu cực kỳ ác liệt bên trong chứa rất nhiều nguy hiểm chớ nói là phạm nhân dù là một ít tu sĩ có tu vi hơi thấp cũng không cách nào sinh tồn trong đó được tuy khí hậu bạo loạn chi hải cực kỳ ác liệt nhưng thiên địa linh khí bên trong lại vô cùng nồng đậm trên biển có rất nhiều yêu thú càng có rất nhiều linh tài trân quý vì vậy, mặc dù bạo loạn chi hải vô cùng nguy hiểm, nhưng có vô số tu sĩ đi tới Lưu Vân Thành, từ nơi này ra biển tầm bảo, khiến cho thành này trở nên cực kỳ phồn hoa. Lưu Vân Thành phồn vinh như vậy không chỉ là vì những người kia ra biển tầm bảo, mà còn có một nguyên nhân trọng yếu là bên trong Lưu Vân Thành tọa lạc một tòa truyền tống trận vượt ra cả hắc thổ tiên vực. Bốn tiên khu mặc dù không cách xa mang hoang giới vực, nhưng cũng không giáp ranh với nhau. Điều cách một ít nơi hiểm địa, hắc sơn tiên vực cách hắc thổ tiên vực chính là bạo loạn chi hải này chính giữa lưu vương thành này thình lình có một ngọn núi khổng lồ màu trắng cao vút đến tận chân mây từ chân núi đến đỉnh núi xây dựng rầm rạp chằng chịt vô số kiến trúc xoay quanh tòa núi từ đằng xa nhìn lại toàn bộ ngọn núi màu trắng khổng lồ giống như một cái tổ ong lớn rất là đồ sộ chỗ giữa sườn núi khổng lồ này có một tòa bạch tháp cao ba tầng đứng giữa vào núi cửa điện trước tháp treo một cái tấm biển lớn mấy trượng phía trên dùng kim phấn viết ba chữ to, phi tiên điện. Nơi đây đúng là đại điện truyền tống Lưu Vân Thành, toàn thân do dùng khối ngọc thạch màu trắng xây chồng lên nhau. Xuyên qua cửa chính đại điện, đi qua một hành lang gấp khúc màu trắng, phía trước sáng tỏ trong suốt là một gian sảnh lớn màu trắng to chừng mấy trăm trượng. Bên trái sảnh lớn có một cái bàn ngọc thạch màu trắng dài mảnh, đứng ở phía sau là mấy tên tu sĩ thiên đình mặc áo bào màu vàng, đang bắt tay làm việc trước năm sáu đội ngũ tu sĩ xếp hàng trước bàn bên phải sảnh lớn có vài chục truyền tống trận lớn nhỏ không đều xếp thành mấy hàng bên cạnh từng truyền tống trận đứng một khối ngọc bài trên đó viết nơi truyền tống trận đến những cái truyền tống trận này đều vận chuyển ông ông thỉnh thoảng chấp động ra từng đạo bạch quan ngút trời tiếp nhận từng nhóm tu sĩ đến lưu vân thành hoặc là truyền tống đến địa phương khác lúc này phía trước một cái truyền tống trận bên trái sáng người mãnh liệt tản mát ra bạch quan ngút trời vốn ở trong pháp trận không có một bóng người bỗng hiện ra mười mấy thân ảnh trong đó có bốn nhân ảnh là ba thanh niên nam tử còn có một lão giả tóc trắng đúng là bốn người hàng lập từ vi thước sơn chạy một đường tới đây vì để tránh phiền toái bốn người thay đổi thân hình dung mạo một chút dọc theo con đường này đại bộ phận bọn hắn đều cưỡi truyền tống trận tiến lên ngẫu nhiên đụng phải một ít phiền toái liền trực tiếp phi động chạy đi đi một chút dừng lại một chút bỏ ra hơn 30 năm rốt cuộc đã tới lưu vân thành xem như đã đến rồi đó chúng ta đi thôi Hồ Tam gối hai tay ở sau óc nói với ba người khác một tiếng liền đi ra bên ngoài. Đà, ta nói uh, chúng ta không trực tiếp cử Trường Tống trận sao chứ? Bạo loạn chi hải này cũng không phải là có thể đi xuyên qua đâu. Đôi lông mày của Nhị Hỏa Tiên Tôn khẽ động hỏi vội. Cứ Trường Tống trận mà vượt qua cái vực này, dược dược này á, cũng không khác gì trực tiếp băng qua vực đâu, dược phải bị thẩm trai vô, vô cùng nghiêm, nghiêm khắc chúng ta, ta trước chuẩn bị chút mới được. Bước chân Hồ Tam không ngừng cũng không quay đầu lại, truyền âm nói với ba người một tiếng. Nhị khóa tiên tôn nghe như vậy khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi đi theo. Hàng lập cùng Thạch Xuyên Không từ đầu đến cuối không nói một lời theo ở phía sau đi ra ngoài. Chỉ là những người còn lại không có phát hiện, lúc hộ tam nói chuyện với nhị khóa tiên tôn, khóe miệng gã hơi kéo ra, tựa hồ toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hồ Tam chạy trốn nhiều năm tại các đại tiên vực, kinh nghiệm phong phú vô cùng, vì vậy trên đường đi một ít lộ tuyến nguy hiểm cần phải chú ý, đều giao cho gã chịu trách nhiệm. Lại nói tiếp, mọi người có thể đi trôi chảy như thế tới Lưu Vương Thành này, công lao của gã không nhỏ. Người này thoạt nhìn chẳng hề để ý cái gì, dường như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thực là tâm tư tinh tế, suy tính nhiều chuyện còn hơn mấy phần so với những người khác nữa. Theo dòng người đi ra ngoài, bốn người rất nhanh rời khỏi tháp cao màu trắng. Vị trí tháp ở địa thế khá cao, thành trì phía dưới còn có bạo loạn chi hải ngoài thành đều xuất hiện trước mắt. Bạo loạn chi hải đều quả nhiên đồ sổ đó. Hàng Lập nhìn thấy vực ở phía xa, kích động tán thưởng một tiếng tiếng nổ mạnh ù ù từ xa truyền ra mọi người dưới chân núi màu trắng khổng lồ cũng rung động lắc lư theo nơi đây chỉ là khu vực gần biển thôi còn không xem vào đâu đâu nếu như đến chỗ sâu ở trong bạo loạn chi hải á chỗ đó mới chính thức là sóng lớn ngập trời á rất kích thích đó nghe hồ tâm cười nói hả chẳng lẽ hồ tâm đậu Hũ đã đi vào cái chỗ sâu ở trong bạo loạn chi hải rồi hả hằng lập thấy hơi lạ rồi hỏi đã xảy ra rất lâu rồi lần đó cũng là ta từ lưu dân thành này tiến về hắc thổ tiên vực lúc ấy ta nhất thời nóng đầu muốn vượt qua bạo loạn chi hải liền bỏ ra mấy chục năm đã đến ở chỗ sâu ở trong bạo loạn chi hải rồi hồ tam cười nói ta có xem qua một ít ghi chép về bạo loạn chi hải này nói là cái chỗ sâu ở trong hải vực ngoại trừ các loại yêu thú còn có các loại tộc quần hải yêu tộc kỳ lạ sinh hoạt nữa thường lực rất mạnh có thể chiến đấu với yêu thú trên biển lại thêm trên biển không thiếu nơi hiểm yếu có thể nuốt sống người đi qua ở bạo loạn chi hải này Hàng lập hỏi như thế, nhiều khóa tiên tôn cùng thạch xuyên không nghe như vậy cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn qua. <laughs> Lẽ huynh quả nhiên là người nghe nhiều biết rộng nha, cái chỗ sâu trong bạo loạn chi hải này xác thực rất nguy hiểm. Nhất là những hải yêu tộc kia, chúng nó thù hận cực đoan tu sĩ nhân loại, nhìn thấy nhất định đủ giết đến cùng. Hiếm khi có tu sĩ gặp phải hải yêu tộc mà toàn mạng trở ra. Lần trước sau ở trong bạo loạn chi hải, ta cũng gặp phải hải yêu tộc, bị chúng nó truy sát một đường trọn vẹn hơn 10 năm. Cuối cùng bằng vào một quả tiên phụ không gian mới may mắn thoát trở về nhưng cũng chịu không ít tổn thương. Hầu Tam nhìn mặt biển trung chuyển phía xa, đồng tử hơi coi lại một cái, tựa hồ có chút sợ hãi kể. Lúc đó tự nhiên có hồ huynh sợ so với hiện tại thì sao vậy? Nhi khỏa tiên tôn hơi chần chờ hỏi. Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, lúc đó ta vừa mới tiến cấp thấy ớt cảnh, nhất thời đắc ý quên mình mới làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn vậy thôi. Hồ Tam cười hàng hạt, chẳng để ý rồi nói. Hàng làm ngay như vậy trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thực lực Hồ Tam hắn đã chứng kiến rồi, lấy tu vi thái ức cảnh cũng không thể vượt qua bạo loạn chi hải này xem ra trong biển sâu này rất nguy hiểm nghe nói bên trong hải yêu tộc kia có tồn tại đại la cảnh thiên đình cũng không thương thảo được cho nên mới không tiếc cái món tiền khổng lồ kiến tạo truyền tống trận ở chỗ này để vượt qua vực á hồ tam tiếp tục nói thì ra là vậy hả như khóa tiên tôn nghe như vậy gật đầu đi thôi nơi đây không phải chỗ nói chuyện đâu chúng ta tới nội thành tìm một khách sạn ở trước đã hồ tam nhìn thoáng qua chung quanh một cái dẫn đầu bay vào hướng nội thành. Ba người hàng lập phi thân đuổi theo, rất nhanh bốn người đã đi tới nội thành, tìm một khách sạn thanh tịnh thuê bốn gian phòng ở lại. Hàng lập thoáng sửa soạn trong phòng một chút, sau đó đứng dậy đi tới gian phòng Hồ Tam, hỏi thăm gã lúc trước nói thẩm tra là cái gì. <laughs> Việc này không có giỏi đâu, chúng ta thật nhất giả mới đi tới Lưu Dân Thành này mà, chỉ dỗ dàng đi qua vậy thì là thu thiệt rồi. Ta biết rõ trong Lưu Dân Thành này có một tòa dị tử lâu, thức ăn vô cùng ngon nha Lượng quanh lưỡi ba ngày không tiêu tan luôn á lần này có một loại tuyệt phẩm tiên tử á. chúng ta trước đi uống thử đi sau đó lại nói những thứ khác cũng được mà hồ tam cười ha ha không có trả lời vấn đề của hàn lập ngược lại giới thiệu một món rượu ngon trong thành hàn lập nghe như vậy mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ dọc theo con đường này cứ đến một thành hồ tam nhất định phải tìm một ít món ngon mỹ vị có đôi khi phải đợi 10 ngày nửa tháng làm chậm hành trình không thôi tuyệt phẩm tiên tử hả thì không vậy Nhiệt khỏa tiên tôn cùng thạch xuyên không bây giờ cũng đã đi tới. Nhiệt khỏa tiên tôn nghe có hảo tử, ánh mắt lập tức sáng lên, xoa xoa đôi tay rồi nói. Thời gian vừa qua mọi người một mực căng thẳng tinh thần chạy đi, xác thực là giấc giả, trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thạch xuyên không cười nhạt một tiếng rồi nói ra. <laughs> thạch thường nói chắc là đúng đó, nên như vậy mới đúng, đi thôi, đi thôi. Hồ Tam dùng sức vỗ bả vai của Thạch Xuyên không một cái, sau đó gấp gáp giống như khó dằn nổi bước nhanh ra bên ngoài. Hàng Lập thấy cái tình hình này, bất đắc dĩ lấy tay sờ lên mũi, cất bước đi theo. Mặc dù đối với rượu ngon món ngon, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng cũng không muốn làm cho mọi người cục hứng. Hồ Tam mang theo ba người Hàng Lập rẽ trái rẽ phải trong Lưu Vân Thành, rất nhanh đi tới trước một tủ lâu màu đỏ thẫm, cửa treo một tấm biển lớn trên đó viết ba chữ to, vị tủ lâu. Tủ lâu này có quy mô khá lớn, tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 tầng 2 là đại sảnh, bày đầy bàn lớn, lâu 3 trở lên chính là khu vực khách quý, cách ra từng gian riêng. Giờ phút này mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng tầng một và tầng hai đã ngồi đầy người, hơn nữa ngồi tại chỗ này đều là tu sĩ, tu vi lại không thấp. Phía trước quán rượu vẫn có không ít tu sĩ, giống như thực khách thế tục bình thường đang xếp hàng chờ đợi, nhìn thấy ba người hàng lập cả bọn âm thầm kinh ngạc. Hồ Tam tự hồ không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, trực tiếp bước vào tủ lâu, lấy ra một vật giống như cái lệnh bài, lắc lắc trước mặt một tiểu nhị chạy ra đón chào. Ừ, dạ, nguyên lại là khách quý đó nè, mời lên phòng khách quý trên lầu nha. Tiểu nhị xem xét cái lệnh bài một chút, lập tức cúi đầu khom lưng, mang theo bốn người đi thẳng lên tới một phòng khách quý tầng năm. Phòng khách quý đặt một cái bộ bàn ghế dựa cực kỳ tinh tế, rực rỡ không xa xỉ, cho dù lấy ánh mắt của bốn người cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Hồ Tam cũng không hỏi qua ba người, miệng lưỡi lưu loát kêu lên một bàn mỹ thực phong phú với tiểu nhị, còn có một bầu rượu lớn màu thanh bích cao hơn một thước. Sương mù màu trắng nhẹ nhẹ từ trong miệng bầu rượu bay lên, khuếch tán chậm chậm ra không khí. Một mùi rượu thơm kỳ dị lan ra, cho dù là nhiệt hỏa tiên tôn lẫn thạch xuyên không ngửi được cái mùi rượu này tinh thần cũng chấn động trong miệng vậy mà nuốt một ngụm nước bọt quả nhiên là rượu ngon nha à. ánh mắt của nhiệt hỏa tiên tôn sáng lên khen tất nhiên rồi khách nhân đi tới vị tửu lâu nãy hơn phân nửa đều là vị tiên tửu mà tới đó hồ tam cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một chén tiếp đó bưng chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch mặt lộ ra vẻ say mê hàng lập bưng chén rượu lên nếm thử một chút con mắt lập tức sáng lên Lợi rượu này có màu hổ phách, nhìn ống ánh trong suốt, sau khi vào miệng thì một cổ hương vị khó nói nên lời bao trùm đầu lưỡi, tiếp đó chậm rãi thẩm thấu truyền đến toàn thân. Mùi rượu này không chỉ có một, mà là trên trăm loại tư vị kỳ diệu dung hợp thành, hắn nếm thử qua cũng chưa hẳn nhận ra được hết các loại hương vị trong đó. Rất nhiều mùi vị đang vào nhau, nhưng lại phân ra rõ ràng, để cho người khó mà dùng lời nói hình dung được. So với bất kỳ tiên tửu nào mà hàng lập uống qua trước kia đều cao hơn một bậc quả nhiên là tuyệt phẩm tiên tổ nha không biết cái rượu này tên là gì vậy nhị khóa tiên tôn cũng nếm thử một miếng gật đầu khen rượu này tên là hổ phát tiên sở dĩ vị tử lâu có danh khí to lớn vậy á hơn phân nửa nguyên nhân là nhờ cái rượu này mỗi lần thiên định tổ chức quần tiên hội cũng sẽ dùng hổ phát tiên này hồ tam dứt lời uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon ở trong tay mặt lộ ra vẻ thỏa mãn quần tiên hội hả sắc mặt của hàng lập khẽ động đặt chén rượu xuống à chính là thịnh hội của thiên đình cứ qua một đoạn thời gian thiên đình sẽ triệu tập cung chủ các đại tiên vực tiên cung đến thiên đình thương nghị chuyện quan trọng xem như là thịnh hội lớn nhất của thiên đình hồ tam gật gù đắc ý nói hàng lập ngay như vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức trầm ngâm tựa hồ đang cân nhắc điều gì hồ tam cũng không để ý hàng lập buông tay buông chân ăn uống thả cửa thạch xuyên không cũng có chút yêu thích mỹ thực cũng lập tức ra tay ăn uống vì khóa tiên tôn tựa hồ cực kỳ yêu thích hổ phát tiên này uống liên tục chén này sang chén khác. Không quá lâu, cả bàn mỹ thực rượu ngon đều bị quét sạch, chỉ còn lại một cái bàn chén bát bừa bộn. Ai, cầm nước no đây rồi, quả là thiên đại chuyển vô nhân sinh nha, bởi vì cứ gọi là khổ tu dạng năm cuối cùng thành tiên, tại sao phải chia ra làm hai thế giới tương phản chứ? Người khác thì vẫn tu hành khổ cực, người ta vẫn tiêu diêu giữa thiên địa. Hồ Tam vỗ vỗ cái bụng hơi căng lên, thở dài nói. Được lắm, tiêu diêu tự tại giữa thiên địa hả? Nên uống cạn một chén lớn nha. Nhị khóa tiên quân khen lớn một tiếng rồi nói Thạch xuyên không xoa cái bụng biểu môi không nói gì cả Ăn thì cũng đã ăn xong rồi Uống cũng uống no bụng rồi Chúng ta cũng nên thương lượng một chút chuyện chính sự Tiến về hát thổ tiên giật đi Hàng lập đặt chén rượu xuống Mở miệng nói ra Đồng thời hai tay của hắn bấm quyết điểm một cái Một tầng thanh quang nhộn nhạo lên Mở ra một tầng màn sáng màu xanh bao quanh gian phòng lại Lại quên thiệt đúng là không để cho người ta có chút buông lỏng nào á nha Hồ Tam nhìn Hàng là một chút, ủy oải nói. Liệu Huynh nói không sai, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút chính sự mới tốt chứ. Lưu Dân Thành là trọng thành hắc sơn tiên dực, thiên định cực kỳ trọng thị nơi này, chỉ sợ đã sớm bố trí xuống vô số cơ sở ngầm ở trong nội thành, hay là chúng ta nên rời sớm mới tốt. Sắc mặt của Thạch Xuyên không ngưng lại nói. Đúng là chưa chạy đó. Nhiều khóa tiên tôn cũng gật đầu nhẹ. Hey, thôi được rồi, thiệt là không có cách nào ép được các ngươi. Hồ Tam thấy ba người đều nói như vậy, nhún vai, thu hồi vẻ đùa giỡn, Thạch Huynh nói không sai, thiên định cực kỳ trọng thị lưu dân thành này, nhất là truyền tống trận kia càng bị thiên định khống chế nghiêm mật nữa. Người muốn sử dụng truyền tống trận đều phải qua thẩm tra nghiêm khắc. á. Hồ Tâm dừng lại một chút, nghiêm mặt nói. Thẩm tra hả? Chủ yếu ở mặt nào vậy? Hàng Lập lập tức hỏi. Có hai mặt, một là thẩm tra thân phận. Muốn dùng được truyền tống trận thì cần phải có thân phận được khắc sơn tiên cung tán thành. Bất quá cái này cũng không khó, chỉ cần chịu tốn tiên nguyên thạch, vẫn dễ dàng lấy được thân phận chính quy thôi, mặt thứ hai mới thật là phiền phức nè, phải trải qua thiên kính thẩm tra. Hồ Tam nói đến đây cũng nhíu mày lại. Thiên kính thẩm tra hả? Đó là cái gì vậy? Nhị khóa tiên tôn ngạc nhiên hỏi. Là thiên định nghiên cứu ra một cái loại pháp trận cảm ứng, gọi là thiên kính pháp trận, do xét khí tức cực kỳ nhạy cảm nha. Phương pháp này có chức năng lưu trữ, nghe nói bên trong tồn trữ hết thảy tin tức trọng phạm thiên định truy nã, trong đó bao gồm dung mạo, công pháp tu luyện, sử dụng tiên khí, giống như chúng ta là nghịch phạm truy nã của thiên đình chỉ cần tiết lộ một chút tin tức thôi ngay lập tức sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được đến lúc đó có hậu quả gì cũng không cần ta nói rõ nha hai tay của hồ tam vỗ một cái rồi nói vậy mà có thể ghi chép hết thảy tin tức tội phạm thiên đình truy nã hả thực là cái pháp trận cảm ứng lợi hại hàng lập chậm rãi nói ra ta tuy xem thiên đình không có vừa mắt nhưng nắm trong tay toàn bộ tiên giới dưới trướng có vô số kỳ nhân dị sĩ càng tích lũy vô số tri thức cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra cái loại vật vậy thôi. Bước qua bố trí một cái thiên kính pháp trận cực kỳ phức tạp, tiêu hao tài nguyên vô số kể, cũng chỉ có một số địa phương trọng yếu thiên đình nó mới bày ra pháp trận này thôi. Hồ Tâm còn nói thêm, bọn người hàng lập nghe như vậy đều im lặng gật đầu nhẹ. Thà huynh nè, à, ngươi và ta đã đại náo một trận tại tủ cung thành rồi, chỉ sợ hiện tại cũng đã nằm ở trên trung tiên bản thiên đình. Vì khóa huynh thì không cần phải nói rồi, một mực bị thiên đình truy xét tới giờ, hai người các ngươi phải nghĩ biện pháp ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình đi không để tiết lộ nửa điểm tin tức đâu hồ Tâm nhìn về phía thạch xuyên không cùng nhị khóa tiên tôn trịnh trọng nói thạch xuyên không cùng nhị khóa tiên tôn nghe như vậy gật đầu nhẹ cúi đầu trầm ngâm vậy phần lễ huynh á ta không biết ngươi có bị thiên đình truy nã hay là không bất quá thiên Định thiết kế ra cái tòa thiên kính pháp trận này mục đích chính là tìm kiếm thành nhân luân hồi điện ngươi cũng phải muôn dạng cẩn thận nha ta có thể phát giác được sát khí trên người ngươi nồng đậm khác thường tuy rằng dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu nhưng cũng không hoàn mỹ đâu nhất định nó sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được thôi hồ tam nhìn về phía hàng lập hình như có thâm ý nhắc nhở hàng lập nghe như vậy sắc mặt khẽ động hắn một mực phục dụng hư nguyên đan ẩn tàng sát khí ở trong cơ thể không ngờ lại bị hồ tam khám phá ra được hiện tại ta đang muốn vượt qua sát suy sát khí trên thân tự nhiên nồng đậm rồi bất kỳ người nào ở giai đoạn này cũng sẽ như vậy mà chẳng lẽ bởi vì chuyện này thôi mà thiên định nhất định quy ta thành thành viên của luân hồi điện mà ra tay bắt ta hả hàng lập có chút kỳ quái hỏi cho dù là ai chỉ cần bị thiên kính pháp trận cảm ứng sát khí nồng đậm ở trong cơ thể thiên đình cũng sẽ lập tức ra tay bắt thôi còn tại sao lại như vậy á ta cũng không rõ lắm nữa hồ tam gật đầu nói hàng lập ngay như vậy trong lòng nao nao chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì thiên đình làm việc như vậy hiển nhiên không phải là bắn tên không trúng đích tựa hồ giữa luân hồi điện và hôi tiên có một loại liên hệ nào đó không muốn người biết mà đặc thù rõ rệt nhất của hôi tiên chính là sát khí hắn lập tức lắc đầu không nghĩ về việc này nữa nhưng trong lòng đang tính toán đến một vấn đề quan trọng khác Trước đây tại Minh Hàng Thiên Cung hắn đã giết chết Tiêu Tấn Hàng nên bị Thiên Định truy sát. Coi như Thiên Định thu thập đủ tin tức của hắn trong Minh Hàng Thiên Cung, hắn vẫn có biện pháp tránh khỏi. Chỉ là phương pháp ẩn tàng sát khí trong cơ thể hắn chủ yếu dựa vào hư nguyên đan, nhưng đó tuyệt không thể là kế lâu dài. Nếu chỉ là ẩn tàng sát khí, á, ngược lại ta lại có biện pháp đó. Hồ Tâm nhìn thoáng qua Hàng Lập hơi do dự một chút lại mở miệng nói ra. Hả? Biện pháp gì vậy? Kính xin Hồ Huynh vui lòng chỉ giáo. Hàng Lập khẽ giật mình chấp tay nói, hồ tam lật tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc màu bạc ném cho hàng lập hàng lập tiếp nhận cái bình ngọc mở nắp bình ra bên trong là một quả đan dược màu xám lớn chừng ngón cái hắn nhìn đan dược này ánh mắt chợt lóe lên tuy màu sắc khác nhau nhưng khí tức đan dược màu xám này tản mát ra rất giống hư nguyên đan nhưng lại nồng đậm hơn nhiều đây là hàng lập không có chút biến sắc nhìn về phía hồ tam hỏi đan này là sát nguyên đan ăn vào sau đó luyện hóa có khả năng ẩn tàng sát khí hiệu quả vô cùng á Hồ Tâm nói ra Nếu Hồ Tâm đậu hữu đã nói vậy rồi á Thì chỉ sợ cái đan này có giá trị không nhỏ rồi Tại hạ làm sao lại Hàng Lập có chút do dự nói <laughs> Mấy cái vật này ngoài thân thôi Đối với ta cũng không có vấn đề gì đâu Hôm nay hợp ý cùng lệ đậu hữu á Tặng ngươi một lần có làm sao chứ Hồ Tâm khoát tay áo ra vẻ không sao cả Nói Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên lần nữa Lập tức dùng thần thức kiểm tra cẩn thận đang dược màu xám bạc này Sau một lát hắn không do dự nữa Ngửa đầu nuốt cái viên thuốc này vào đang dược vào bụng rất nhanh hòa tan ra, hóa thành một cổ khí lạnh truyền ra khắp nơi trong cơ thể. Những nơi khí lưu lạnh bút đi qua, sát khí nơi đó lập tức ẩn nấp xuống, vòng xoáy sát khí ở trong tiên khiếu cơ hồ cũng ngừng chuyển động, trở nên yên lặng. Rất nhanh sát khí ở trong cơ thể hắn liền thu liễm hơn phần nữa. Hàng lập cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bây giờ dược lực của sát nguyên đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, một khi luyện hóa toàn bộ nhất định có thể che giấu hoàn toàn sát khí ở trong cơ thể hắn. Hơn nữa theo hắn đoán chừng, dược lực có thể duy trì tối thiểu khoảng 10 năm. Hết tập 151, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.